bạn quay trở lại với kênh YouTube của TT Việt Nam. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, và ngay phía sau lưng tôi là một công trình mái Nhật 2 tầng. Chúng tôi đang triển khai cho anh Dũng và chị Nhung. Và ở đây thì sau một thời gian tham khảo rất là dài thì anh chị đã quyết định lựa chọn công ty chúng tôi cung cấp cái giải pháp hệ khung kèo thép siêu nhẹ, liên kết 100% ốc vít, không hàn xì các bạn nhé. Và ở đây thì anh chị lợp ngói đất Việt, ngói lung đất Việt, ngói màu đấy, chứ không phải là cái ngói 22 viên mà chúng ta thường thấy đâu. Thì để xem công trình nhà anh chị đã chúng tôi đã triển khai như thế nào và tại sao anh chị lại lựa chọn chúng tôi là đơn vị thi công cung cấp cái giải pháp mái cho anh chị, thì xin mời anh chị cùng tôi chúng ta cùng lên mái để xem. Đây cũng là những cái công đoạn cuối cùng, chúng tôi đang hoàn thiện cái mái nhà anh chị rồi, chúng tôi đang bắt đầu vào úp bò và đã lợp gần như là hoàn thiện hết phần mái ngói chính rồi. Xin mời các bạn. Tôi thì đang có mặt ở trên cái phần mái của nhà anh Dũng và chị Nhung. Cái công trình mái Nhật này thì với một cái khối mái chính và cái khối mái nhỏ lao vào với tổng diện tích 185m² các bạn. Thì ở đây thì anh chị quyết định lựa chọn công ty trách nhiệm hữu hạn TNT Việt Nam thi công cho anh chị với cái giải pháp khung kèo thép siêu nhẹ các bạn nhé. Khung kèo thép siêu nhẹ là liên kết 100% bằng ốc vít, không hàn xì bất kỳ một mối nào, và toàn bộ cái việc liên kết xuống mặt sàn chúng tôi đều sử dụng con bu nông nở để tạo ra cái sự vững chắc cho cái việc liên kết. Đó, và ở đây chúng tôi vẫn sử dụng hệ kèo đủ. Đó, các bạn có thể theo dõi rất nhiều video của TNT rồi, các bạn có thể thấy chúng tôi luôn nhắc đi nhắc lại cái việc là sử dụng hệ kèo đủ đối với những cái mái bình thường, kết cấu không đặc biệt các bạn nhé, thì chúng ta nên sử dụng hệ kèo đủ. Hệ kèo đủ nó bao gồm cánh thượng, cánh hạ và các cái hệ dằn chống và dằn chéo. Đó, các bạn có thể thấy. Và đối với cái mái Nhật nói chung thì chúng ta không cần, gần như là không cần xây bất kỳ một cái bức tường nào. Các bạn có thể thấy đấy, công trình mái Nhật điển hình chúng ta không cần xây. Rất nhiều anh chị hỏi xem nó là có việc có phải xây thu hồi hay không, hay là có phải xây tường hay không. Đó, nếu anh chị định làm một cái phòng ở trên này thì anh chị hãy xây những cái bức tường hoặc là cái khu vực ôi tiết nước các anh chị để ra ngoài thì các anh chị hãy xây. Còn bình thường cái phương pháp thi công của đối với thép nhẹ thì chúng ta không cần phải xây bất kỳ một cái thu hồi nào trên cái phần mái, cũng như là cái phần dâu sắt chờ các bạn cũng không cần phải để, bởi vì chúng tôi cái việc liên kết xuống mặt sàn và liên kết giữa các cái thanh thép chúng tôi không sử dụng đến một mối hàn, là không sử dụng bám vào cái dâu sắt của các bạn. Vậy các bạn có thể cắt, anh chị có thể cắt đó. Và ở đây thì các bạn có thể thấy qua flycam, các bạn có thể thấy nó là một cái dòng ngói đất Việt nhưng mà là ngói trắng men các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể thấy rất là đẹp, nhìn chất liệu rất là ok. Thì cái phần thép nước thì anh chị đang để trong lòng mái, các bạn có thể xem trong lòng mái. Toàn bộ cái nhà này thì anh chị làm xenô thu nước. Anh chúng ta thì có thể quay giúp tôi là cái xenô thu nước. Đối với việc là mà làm xenô thu nước hay là làm mái thì anh chị nên cân đối, bởi vì mỗi cái nó sẽ có những cái ưu điểm hoặc nhược điểm nó khác nhau. Đó, đối với cái việc làm xenô như thế này thì cái độ view của mái, độ bay của mái nó sẽ không được bay. Thế nhưng mà về cái mặt kết cấu, ví dụ như là các anh chị có thể hứng nước hoặc là làm nó thoát nước và lâu dài thì nó sẽ ổn. Quan trọng là anh chị chống thấm hoặc đánh dốc cho nó tốt một chút. Đối với cái việc làm xenô thu nước thì anh chị có thể tham khảo qua công trình nhà anh Dũng, chị Nhung này nhé. Thì cái xenô của chúng ta khoảng tầm 20-25cm thôi, không cần phải to quá đâu, vì tùy vào cái diện mái mình nên làm to hay làm nhỏ. Đấy, như anh chị có thể thấy ngói của chúng tôi đua vào khoảng ít nhất là 2/5 của cái xeno này thì nước nó sẽ không bị bắn ra ngoài, nước nó vẫn chảy trực tiếp vào trong cái lòng xeno. Đối với xeno xây như này thì anh chị chú ý một cái điều, đó là hay chống thấm và láng thật tốt cho chúng tôi, về lâu dài thì nó sẽ an toàn hơn và đảm bảo hơn. Đấy, anh camera có thể quay giúp tôi cái ngói này, rất là đẹp này. Đối với cái vị trí mà rất nhiều anh chị hỏi, đó là cái khu xây như thế này. Đó, xây 3 bước này để tạo ra một cái khu để tiếp nước hoặc là phơi năng lượng mặt trời.
Đó, thì cái vị trí đây là lối cửa các bạn nhé. Còn hai bên hông này thì chúng ta làm như thế nào? Đó, đây chúng tôi đang lợp ngói rất là sát rồi. Đó, lợp ngói này rồi thì sau này chúng tôi sẽ chắc là sẽ có bán viên bò như thế này. Một là có hai phương án. Thứ nhất là các anh chị xây giật vào một chút thì có thể đắp đường gờ vữa ở đây. Thứ hai là chúng tôi sẽ đắp một cái viên bò như thế này. Đó. Đó, anh chị có thể thấy tôi đắp một cái viên bò như thế này vào đây. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu tìm hiểu về hệ khung dàn thép siêu nhẹ và muốn làm cái mái Nhật đẹp như nhà anh Dũng, chị Nhung tại Mỹ Đức thì hãy liên hệ với tôi, OK Siêm của TVT Việt Nam để nhận được những tư vấn, những giải pháp hữu ích nhất cho cái mái nhà anh chị. Xin cảm ơn.